Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Kinh 2B, xã Phước Lộc, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn gia chủ đang trồng dừa có tổng diện tích là 3.744 mét vuông. Trên thửa đất vườn có 300 mét là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 866 khoảng là 100 mét. Con đường này nhựa khoảng 5 mét. Anh chị di chuyển là đường ô tô khoảng 16 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Trước phần đất thì mình có một con sông rộng khoảng 10 mét nha anh chị. Ở sông này thì cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành để cho anh chị lấy nước vào để tưới tiêu, rất là thuận tiện luôn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp ven sông. Chiều chiều thì anh chị ra đây mình câu cá để giải trí, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về đường huyện lộ 43 khoảng là 2 km. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường mẫu giáo, trường cấp 1, trường cấp 2, ủy ban xã Phước Lập, mình cách khoảng 2 km. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 30 mét và có chiều dài là 152. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng dừa sim nha anh chị. Nó từ vị trí ngay chỗ cái bờ này nè. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 30 mét. Đất của mình thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Ở vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình có thể mua về mình cất một ngôi nhà và lập vườn trồng cây ăn trái. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Ở vùng đất này thì về anh chị mình có thể trồng sầu riêng nè, bưởi da xanh, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Và ở đây thì gia chủ có đặt một cái đường ống để thoát nước ra vào anh chị. Để em mở cái la bàn lên để anh chị xem đất của mình quay về hướng nào nha. Ở đây thì thửa đất đang quay về hướng đông bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây là 22 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 61 km là anh chị tới nha. Ngang mặt tiền của mình là 30 mét anh chị, theo cái mặt tiền nhựa. Con đường này dân ở đây gọi là đường Tiến 2. Ô tô thì khoảng 16 chỗ, anh chị mình di chuyển rất là thuận tiện luôn nha. Đất của mình thì thấp hơn mặt đường khoảng 1 mét nha anh chị. Ở bên trong thì gia chủ đang trồng dừa sim mã lai anh chị. Dừa này thì khoảng 6 tháng thôi. Ở gia chủ thì có đào những cái rãnh mương nè. Nói về thì anh chị cô chú mình có thể mua cá, anh chị mình thả thêm. Trên thửa đất của mình thì có 300 mét là đất thổ cư nha anh chị. Về thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn.
Đất của mình dài tới 152 mét. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ nha anh chị, cho hết diện tích đất là 3.744 m². Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Vừa này thì về anh chị mình mua phân, anh chị mình bón thêm ha, khoảng chừng 1 năm rưỡi thì dừa này sẽ cho trái nha anh chị. Dừa này là dừa sim mã lai anh chị. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán là 2 tỷ nha anh chị, cho hết diện tích là 3.744 m². Nó ngang theo mặt tiền nhựa của mình là 30 m và chiều dài của mình là 152 m. Mình di chuyển khoảng 100 m là anh chị gặp đường tỉnh lộ 866. Mình rẽ trái là di chuyển về khu công nghiệp Long Giang là 7 km. Con đường tỉnh lộ 866 này nè, mình chạy thẳng lên là đụng đường 867 anh chị. Khu vực đó thì mình có công ty Minh Hưng nữa anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở đất của mình thì rất là dài luôn nha anh chị, tới 152 m. Có những cái cảnh mương này nè, về anh chị mình có thể mua cá, anh chị mình thả thêm. Đó, em đang quay buổi trưa luôn anh chị, mà không khí ở đây em thấy thì rất là thoáng. Tính ra thì khoảng 540 triệu trên 1.000 m² nha anh chị. Trên thửa đất của mình có 300 m là đất thổ cư. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Đất của mình thì dài tới cái mí lúa bên dưới luôn nha anh chị. Dừa này là dừa sim mã lai. Còn những cái khoảng trống này nè, anh chị mình có thể mua bưởi về hoặc vú sữa, bơ, anh chị mình trồng thêm nha. Dùng đất này thì rất là tốt luôn nha anh chị. Đây thì nước ngọt quanh năm luôn. Con đường này thì khu dân cư hiện hữu ở rất là đông luôn anh chị. Điện nước wifi thì có đầy đủ luôn. Khu vực ở phía trước thì anh chị mình về, mình bơm cát lên, anh chị mình cất một ngôi nhà. Phía sau thì anh chị mình trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha.
Hôm nay em về đây thuộc ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 3.744 m². Trên thửa đất có 300 m là đất thổ cư, ở ngang của mình là 30 m và có chiều dài là 152. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ, tương đương là 540 triệu trên 1.000 mét vuông anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha, và gặp ngay chính chủ để anh chị mình thương lượng giá tốt nhất để anh chị mình mua. Con đường ở phía trước gọi là đường Tiến 2 nha anh chị. Ở đường này là đường thông, đường công cộng. Mình rẽ trái là liên thông về đường huyện lộ 43. Mình rẽ phải là liên thông về đường tỉnh lộ 866 và di chuyển về khu công nghiệp Long Giang luôn anh chị. Đất của mình thì thấp hơn mặt đường khoảng 1 m nha anh chị. Ở đây thì chủ có chưa một khoảng đất trống nè. Đó, về anh chị mình bơm cát, anh chị mình cất nhà. Vừa này thì gia chủ chỉ trồng khoảng 6 tháng thôi nha anh chị. Cho kính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp anh chị. 3.744 m², giá bán chỉ 2 tỷ thôi. Có 300 m là đất thổ cư luôn. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Phía trước thì mình có một cái view sông anh chị. Ở con sông ở phía trước gọi là sông Tiến 2. Dùng đất này là dùng đất nước ngọt anh chị. Đất của mình thì rất là đen. Ở chủ thì có đắp cái một cái bờ kè này nè, để anh chị mình bơm cát lên, anh chị mình cất nhà cũng được anh chị. Ở đường này thì xe cộ đi qua lại rất là đông. Ở về thì anh chị cô chú mình có thể buôn bán tập quá cũng được anh chị. Buổi chiều thì con đường này khu công nghiệp Long Giang về rất là đông luôn anh chị. Nó vừa của mình thì chỉ 6 tháng thôi. Cũng trên trục đường Tiến 2 mình di chuyển về ủy ban xã Phước Lập, chợ trường mẫu giáo, trường cấp 1, trường cấp 2. Mình cách khoảng 2 km đổ lại thôi nha anh chị. Mảnh đất của mình là vuông vức luôn nha. Ở vị trí này thì anh chị mình mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn anh chị. Tổng diện tích của mình là 3.744 m², ngang là 30 m, dài là 152 nha. Trên thửa đất thì mình có 300 m là đất thổ cư. Gia chủ thì đang kêu bán với giá là 2 tỷ hết diện tích đất luôn nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất của mình. Anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.